Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thông đường trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My. Ngày hôm qua, thì vụ sạt lở ta luy khiến hàng trăm khối đất đá đổ xuống, giao thông bị chia cắt. Rất may là vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Đây là tuyến đường nối huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền địa phương đang huy động phương tiện máy móc thông từ hai phía. Do ảnh hưởng của mưa bão, thì trong gần một tháng qua, tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra gần chục điểm sạt lở. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, đến nay mới khắc phục một phần. Còn tuyến đường độc đạo 71 đi vào Thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông suốt, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Như vậy là trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng có thể đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ vào hiện trường, đào đất nắn dòng suối Rào Trăng, tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm 12 người còn mất tích. Nhiệm vụ nắn dòng suối Rào Trăng đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13, thì tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi đến Thủy điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở, cản trở việc di chuyển lên Thủy điện Rào Trăng 3. Đến thời điểm này thì đã hơn 20 ngày kể từ ngày xảy ra trận lở đất kinh hoàng tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, khiến 29 người thiệt mạng, 18 người đang mất tích. Bão chồng bão khiến cho việc tìm kiếm nạn nhân mất tích rất khó khăn và thậm chí là rất nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn và xã Trà Leng của huyện Nam Trà My. Tuy nhiên, cả lực lượng chức năng lẫn người dân địa phương vẫn nỗ lực mở rộng địa bàn tìm kiếm với mong muốn là sớm tìm thấy toàn bộ người mất tích để người thân được yên lòng. Tôi đang qua sông Leng, nơi mà lực lượng chức năng đang tìm kiếm 13 người mất tích ở trên khu vực sông Leng này. Và cái việc mà qua sông như thế này cũng rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì hàng ngày lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì qua lại như thế này để mà tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Khu vực này cách làng Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, nơi xảy ra trận lũ quét chừng 2 km. Đã hơn 2 tuần nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Leng. Và ngày 4 tháng 11, tại đây đã tìm được thi thể một bé gái. Ngoài ra, một số vật dụng của người dân làng Ông Đề cũng trôi về đây. Vì vậy, lực lượng chức năng tập trung máy móc thiết bị với hy vọng tìm thêm nhiều thi thể những người bị nước lũ cuốn trôi. Tất cả chỗ nào nghi ngờ có đã lực lượng tổ chức đã tìm kiếm quanh khu vực đó. Song song bên việc tìm kiếm tại khu vực quanh làng của sạt lở, thì lực lượng tiếp tục tìm kiếm dọc bên sông Tranh. Ngoài lực lượng công binh lữ đoàn công binh 270, quân khu 5, lực lượng bộ đội địa phương dân quân xã với tổng cộng quân số hơn 50 người, với nhiều người dân xã Trà Leng cũng đã tình nguyện tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tiếp tế lương thực cho hơn 50 người tham gia cứu hộ bên kia sông đều phụ thuộc vào sợi cáp này. Mỗi ngày hàng trăm lượt người qua lại trên sợi dây cáp treo do lực lượng công binh lắp đặt. Những bữa cơm ăn vội ngay tại hiện trường, dường như ai nấy đều tranh thủ ăn, tranh thủ làm việc với mong muốn sớm tìm thêm thi thể những người mất tích. Trong số những người lính này, hầu hết họ đã thường trực ở đây suốt 20 ngày qua. Dẫu mệt, dẫu nguy hiểm, nhưng khi thời tiết thuận lợi, họ lại bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Ngoài lực lượng tìm kiếm nói trên, hiện nay thì Công an huyện Nam Trà My, Bắc Trà My vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm trên lưu vực thủy điện sông Tranh 2. Ở tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, đồng thời là phải đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu nạn. Tại tỉnh Sóc Trăng, do ảnh hưởng của các đợt chiều cường từ ngày 13 đến 15 tháng 11, nhiều đoạn đê, bờ bao, bờ câu tại huyện Cù Lao Dung tiếp tục bị vỡ và tràn, gây ra ngập úng hàng trăm hectare hoa màu. Hiện nay thì người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực gia cố các đoạn đê bị vỡ. Chiều cường đã làm vỡ tràn khoảng 23 đoạn đê bao, bờ bao với tổng chiều dài là 113 mét. Trong đó thì các đoạn do nhà nước quản lý đã được khắc phục xong. Riêng 19 đoạn là các bờ bao trong dân, bà con đang tranh thủ lúc nước trước dòng để gia cố. Trong vòng một tháng qua thì tỉnh Sóc Trăng có hơn 100 đoạn bờ bao bị sạt lở, vỡ khoảng 20.000 hecta lúa, 660 hecta mía và gần 900 hecta rau màu và cây ăn trái bị ngập. Còn tại Cần Thơ, chiều cường ngày hôm qua lên cao gây ngập sâu cho khu vực nội thành của thành phố. Đây được đánh giá là có thể là mực nước cao nhất của kỳ chiều cường đầu tháng 10 âm lịch nhiều năm trở lại đây. Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây là phản ánh của phóng viên Tấn Hưng. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ thì mực nước 2,14 m đo được vào sáng hôm qua có khả năng là đỉnh của đợt triều cường tháng 10 âm lịch.
Tuy nhiên là ít có khả năng vượt mốc 2,2 mét như dự báo ban đầu. Tuy nhiên 2,14 mét đã là mực nước cao nhất của kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch kể từ năm 2013. Và đối với thành phố Cần Thơ thì 1,8 mét cũng là mực nước đủ để gây ngập nhiều tuyến đường. Riêng tháng 10 âm lịch này, thời gian xuất hiện triều cường hơi trễ, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ 18 giờ đến 20 giờ. Dù đã quen với con nước nhưng do trùng giờ làm, đưa đứa con đi học cộng với lưu lượng phương tiện quá đông nên không tránh khỏi tình trạng kẹt xe vào các khung giờ cao điểm. Thậm chí một số khu vực như Hồ Sáng Thổi, Hồ Bún Sáng, Nguyễn Nhân Cử Nối Dài, Cách Mạng Tháng 8 hay Lý Tự Trọng có điểm ngập sâu hơn nửa mét, làm nhiều xe chết máy phải giác bộ. Dù vậy thì nhờ công tác dự báo khá tốt, một số trường học trên địa bàn đã cho học sinh tan học sớm khoảng 1 giờ nên cũng hạn chế được phần nào tình trạng ùn tắc vào buổi chiều. Cùng với đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng được bố trí ở các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông. Theo ngành chức năng, nguyên nhân khiến mực nước sắp xỉ đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch là do gió mùa đông bắc đã hoạt động trở lại đẩy thủy triều lên cao hơn. Và dự báo trong 3 ngày tới thì nước sẽ bắt đầu rút dần và người dân thành phố Cần Thơ có thể trở về với cuộc sống thường ngày. Vâng, mà triều cường thì cũng ghi nhận dâng cao liên tục tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo chuyên gia khí tượng thì đây là đợt triều cường lớn trong năm. Người dân cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.